Kính chào quý vị và các bạn đến với kênh Tìm Mới. Tại đây, những tin tức thời sự trong nước và quốc tế sẽ được cập nhật liên tục trong 24 giờ hàng ngày, nhanh nhất, chính xác nhất. Kính mong nhận được sự ủng hộ và góp ý của quý vị và các bạn. Mở đầu chương trình là những tin chính sau đây. Trận lụt số 3 năm nay ở Bắc Giang. Các phóng viên cho biết từ Ủy ban Bảo tồn nước sông Châu Giang thuộc Bộ Tài nguyên nước rằng do trận mưa lớn gần đây từ cơn bão, trận lũ lụt số 3 vào năm 2022 đã xảy ra ở sông Bắc Giang thuộc lưu vực sông Châu Giang. Theo dự báo của Cục Khí tượng Thủy văn, trong 3 ngày tới ở khu vực trung tâm và phía đông lưu vực sông Châu Giang vẫn còn tiếp tục xảy ra một đợt mưa mạnh. Mực nước của các dòng chính sông Tây Giang, sông Đông Giang, sông Bắc Giang sẽ tiếp tục lên hoặc duy trì mực nước ở mức cao. Một số sông vừa và nhỏ vẫn ở trong tình trạng báo động. Điều này được hiểu rằng vào lúc 18 giờ 30 phút hôm qua, thành phố Thiều Quan đã nâng cấp ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lụt cấp độ 4 lên cấp độ ứng phó khẩn cấp cấp độ 3. Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày hôm nay, thành phố Thiều Quan đã phát động ứng phó khẩn cấp về kiểm soát lũ lụt cấp độ 4. Theo tin tức của Ủy ban sông Châu Giang công bố, lúc 7 giờ 35 phút hôm qua, lưu lượng đo được tại dòng chính của sông Bắc Giang đạt 12.000 m khối trên giây, đáp ứng tiêu chuẩn đánh số lũ của bộ này đưa ra. Tính đến 8 giờ hôm qua, mực nước của 24 con sông trong đó có Quý Giang và Hắc Giang đã vượt mức báo động. Theo dự báo của Cục Khí tượng Thủy văn, trong 3 ngày tới, ở khu vực trung tâm và phía đông lưu vực sông Châu Giang vẫn còn tiếp tục xảy ra một đợt mưa mạnh. Mực nước các dòng chính sông Tây Giang, sông Hắc Giang, sông Bắc Giang sẽ tiếp tục lên hoặc duy trì mực nước ở mức cao. Một số sông vừa và nhỏ vẫn ở trong tình trạng báo động. Cùng ngày, Wang Bowen, Phó Chỉ huy điều hành của lực lượng bảo vệ sông Châu Giang và Giám đốc Ủy ban sông Châu Giang chủ trì phòng thương mại kiểm soát lũ lụt để sắp xếp việc triển khai công tác điều động phòng chống lũ lụt và kiểm soát lũ lụt hiện tại. Đối với các hồ chứa đầu mối, Wang Bowen nhấn mạnh rằng chúng tôi sẽ tiếp tục chú ý đến diễn biến dòng chảy và diễn biến của tình hình lũ lụt, đưa ra các dự báo và tham vấn, đồng thời đưa ra các thông tin cảnh báo sớm kịp thời. Hãy chú ý đến các con sông quan trọng như Bắc Giang và Hà Giang, kêu gọi các chính quyền địa phương triển khai một cách khoa học dự án cấp nước lưu vực sông Bắc Giang và các hồ chứa tầng như Hắc Giang. Nỗ lực hết sức để giảm áp lực kiểm soát lũ lụt ở hạ lưu và hướng dẫn chính quyền địa phương thực hiện chuẩn bị trước cho việc di chuyển người dân trong vùng bị đe dọa để tránh nguy hiểm. Đồng thời, chú trọng công tác bảo đảm an toàn các hồ chứa nguy hiểm, các hồ chứa vừa và nhỏ tại các vùng mưa lớn trong mùa lũ, kiên quyết tránh các sự cố vỡ đập, đôn đốc các địa phương liên quan tăng cường công tác phòng chống thiên tai lũ quét, vùng núi, sông vừa và nhỏ, lũ sông lớn. Đối với quá trình mưa lớn, cần xác định chính xác đối tượng phòng thủ và mục tiêu phòng thủ, đề ra các biện pháp phòng thủ mục tiêu. Điều này được hiểu rằng Ủy ban sông Châu Giang vẫn duy trì tình trạng ứng phó khẩn cấp cấp độ 4 để phòng chống thiên tai lũ lụt và hạn hán. Theo yêu cầu triển khai của Bộ Thủy lợi, hai nhóm công tác được điều động vẫn đang hỗ trợ và hướng dẫn các địa phương triển khai các công việc liên quan trên tuyến đầu phòng chống lũ lụt ở Quảng Tây và Quảng Đông. Quỳnh Loan và Sao Quan lần lượt bắt đầu ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lụt. Phóng viên đã tìm hiểu từ Cục Quản lý Khẩn cấp Thiều Quan rằng sau khi nghiên cứu và nhận định mực nước của dòng chính sông Bắc Giang tiếp tục dâng cao, ứng phó khẩn cấp cấp 4 kiểm soát lũ đã được nâng cấp lên cấp 3. Cục Thủy văn thành phố Thiều Quan đã đưa ra cảnh báo về nước theo phân tích điều kiện nước và mưa hiện tại. Thông tính đến việc điều động các dự án bảo tồn, dự kiến trạm Trang Gia, sông Đai Yan, làng Trang, thị trấn Yuan Tan, huyện Quảng Châu sẽ xuất hiện ở mức 18m vào lúc 14 giờ ngày 6. Mực nước đỉnh lũ bên trái và bên phải là 2m trên cảnh báo 16m, mực nước đỉnh lũ là 17,5m sẽ xuất hiện tại trạm Yuan Tan, thị trấn Yuan Tan, huyện Thanh Thành. Lúc 14 giờ hôm qua, vượt mức cảnh báo 15m là 2,5m. Trạm Long Ly, huyện Thanh Thành, mực nước đỉnh lũ khoảng 14,5m sẽ xuất hiện lúc 21 giờ cùng ngày, vượt mức cảnh báo 13 là 1,5m. Theo tin tức công bố, thống kê từ Bộ Chỉ huy Phòng vệ thành phố Thiều Quan cho thấy tính đến 8 giờ hôm qua, mực nước của trạm Bắc Giang là 41,98m, cao hơn 1,68m so với mực nước cảnh báo và các sông đã ở dưới mực nước cảnh báo. Thành phố có 14 hồ chứa lớn và vừa vượt mức nước giới hạn lũ, bao gồm hồ Nam Xui vượt 3,73m, hồ Leong Kang vượt 1,56m, hồ Cancun vượt 0,677m và hồ Siong Kang vượt 0,66m. Sở Chỉ huy phát động ứng phó khẩn cấp chống ngập cấp 4 lúc 8 giờ 30 phút hôm qua. Kính thưa quý vị, lũ lụt đã xảy ra tại nhiều thị trấn và thị trấn ở Long Nam, Giang Tây, một số khu vực trũng thấp trong khu đô thị bị ngập.
do bị ảnh hưởng bởi hệ thống mây bao quanh cơn bão Siam-ba, nhiều nơi ở thành phố Long Nam, thành phố Giang Châu, tỉnh Giang Tây đã có mưa lớn đến mưa rất lớn. Lượng mưa lớn liên tục đã gây ra thảm họa lũ lụt ở một số thị trấn và thị trấn như Wanxi, Liren, Yangkun và Gia Hồ trong thành phố, và đất trồng trọt xuất hiện ở nhiều nơi. Ngập lụt, đường xá bị phong tỏa, cơ sở vật chất bị phá hủy, một số khu vực trũng thấp ở thành phố Long Nam đã bị ngập lụt, ảnh hưởng nhất định đến việc đi lại của người dân. Hiện tại, thành phố Long Nam đã triển khai ứng phó khẩn cấp với phòng chống lũ lụt cấp 4, đồng thời tổ chức nhiều lực lượng cứu hộ để triển khai công tác chữa lũ và ứng cứu khẩn cấp trong thời gian sớm nhất. Ngoài ra, Trung tâm Quan trắc Thủy văn và Tài nguyên nước của Thượng Gan Giang thuộc tỉnh Giang Tây đã điều chỉnh và đưa ra cảnh báo lũ xanh vào lúc 18 giờ 40 phút hôm qua. Mực nước của đoạn Đô Tu thuộc thành phố Long Nam, một nhánh của thượng nguồn sông Gan Giang, đã giảm xuống 93,99m, vẫn vượt mức cảnh báo 0,99m. Đề nghị các khu vực trũng thấp ven sông như thôn Pansi, thị trấn Trang Long, thành phố Long Nam cũng như các đơn vị liên quan và người dân tăng cường phòng tránh nguy hiểm kịp thời. Hàng trăm người đã được chuyển đi an toàn do lũ lụt ở một số thị trấn ở Hepu, Quảng Tây. Mặc dù việc đánh số của cơn bão Siam-ba đã dừng lại lúc 8 giờ ngày hôm qua, tác động của nó vẫn còn tiếp diễn. Hôm qua, một trận mưa lớn đã đổ bộ vào phía đông bắc huyện Hepu, thành phố Bắc Hải, Quảng Tây, và lũ lụt nghiêm trọng đã xảy ra ở nhiều thị trấn. Lực lượng cứu hỏa địa phương đã hành động ngay lập tức và nỗ lực hết sức để chuyển những người bị mắc kẹt. Sau khi đội cứu hỏa và cứu nạn Bắc Hải nhận được tin báo, lập tức điều động 81 người từ 7 đội cứu khẩn cấp mang theo 11 xuồng cao su, chia quân thành nhiều tuyến để chuyển những người bị mắc kẹt. Tại làng Juntang, thị trấn Gongwan, đường vào làng đã bị ngập và nước chảy xiết, nhiều ngôi nhà trũng ngập nước, những người bị mắc kẹt trong làng cần được di rời khẩn cấp. Các nhân viên cứu hộ đã tìm kiếm những người bị mắc kẹt từ nhà này sang nhà khác và sử dụng xuồng cao su để chuyển toàn bộ hơn 20 người bị mắc kẹt. Tại làng Dawan, thị trấn Gongwan, độ sâu tích tụ nước ở một số khu vực đã vượt qua 2 mét. Nhân viên phòng cháy chữa cháy một mặt cử tổ công tác tiền phương vào bản, tổ chức cho dân bản tập trung lên vùng cao hơn. Mặt khác, qua thăm dò đã xác định đường đi an toàn cho người dân. Sau 2 giờ cứu phà, tổng cộng 70 người mắc kẹt đã được chuyển đi. Tính đến 8 giờ tối ngày 4, các nhân viên cứu hỏa đã chuyển an toàn hơn 200 người bị mắc kẹt ở một số thị trấn. Lũ lụt được đánh số có thể xảy ra một lần nữa ở Tây Giang. Gần đây, do ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn do bão Siam-ba mang lại, mực nước một số sông ở Quảng Đông tiếp tục dâng cao. Sông Xinjiang có thể xuất hiện một trận lũ số khác. Trong tuần này, vẫn có lượng mưa tương đối rõ ràng ở hầu hết các tỉnh Quảng Đông và chúng ta phải tiếp tục đề phòng lượng mưa lớn và các thảm họa thứ cấp của nó. Theo quan sát, mực nước các sông lớn ở Quảng Đông hiện nay nhìn chung ổn định. Một số sông đã vượt mức nước cảnh báo do ảnh hưởng của lượng mưa. Ủy ban kiểm soát nguồn nước sông Châu Giang thuộc Bộ Tài nguyên nước cho biết dự báo trong vài ngày tới sẽ có mưa lớn ở trung và hạ lưu sông Tây Giang, bờ biển phía Nam Quảng Tây, phía Tây Quảng Đông và Bắc Hải Nam. Sông có thể ngập trên mức báo động. Theo bản tin thời tiết Quảng Đông, bão Siam-ba là cơn bão đầu tiên đổ bộ vào Quảng Đông trong năm 2022, đồng thời nó cũng là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào miền Tây Quảng Đông kể từ sau cơn bão Rainbow năm 2015. Mặc dù ảnh hưởng của Siam-ba đến lượng mưa trên diện rộng và gió mạnh ở Quảng Đông về cơ bản đã chấm dứt, nhưng do ảnh hưởng của gió mùa nên trong tuần này ở hầu hết các khu vực của Quảng Đông vẫn có lượng mưa tương đối rõ rệt. Thưa quý vị các bạn, Trung Sơn, Quảng Tây, 60 người mắc kẹt do lũ lụt ở lối vào đường hầm, cứu hộ và sơ tán khẩn cấp. Bị ảnh hưởng bởi bão Siam-ba, mưa lớn tiếp tục diễn ra tại huyện Trung Sơn, Quảng Tây, khiến 60 công nhân xây dựng ở thị trấn Liang Yao Wao bị nước lũ bủa vây tại lối vào đường hầm. Sau khi nhận được báo động, đội cứu hộ cứu hỏa Hà Châu đã điều động 2 đội cứu hộ khẩn cấp đến hiện trường. Sau hơn 3 giờ giải cứu liên tục, toàn bộ số người mắc kẹt đã được giải cứu. Thưa quý vị các bạn, trận lũ số 3 tại Bắc Giang năm 2022 đã làm cho thành phố Phật Sơn đã đưa ra biện pháp ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lụt cấp độ 4. Bộ Chỉ huy Phòng vệ Tam Hợp Phật Sơn cho biết do ảnh hưởng của nước thượng nguồn, vào lúc 15 giờ chiều qua, lưu lượng của trạm Tam Thủy Suối Chính Bắc Giang đạt 10.000 m3 trên giây đã đưa ra cảnh báo nước lũ màu xanh. Theo yêu cầu của kế hoạch khẩn cấp kiểm soát lũ lụt, hạn hán, gió chướng và đóng băng thành phố Phật Sơn, bộ ba cơ quan quốc phòng của thành phố sẽ bắt đầu ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lụt cấp 4 vào lúc 17 giờ chiều qua. Mỗi người phụ trách 3 lực lượng phòng thủ phải đảm bảo rằng họ đang làm nhiệm vụ, giữ cho thông tin liên lạc không bị cản trở và làm tốt công việc phòng thủ. Phật Sơn cảnh báo lũ lụt xanh.
Chi nhánh Thủy văn Phật Sơn của Cục Thủy văn Quảng Đông đã đưa ra cảnh báo lũ lụt màu xanh lam vào lúc 15 giờ chiều qua, khi lưu lượng của trạm Tam Thủy trên dòng chính của sông Bắc Giang là 10.000 m khối mỗi giây đã đạt đến mức lũ xanh tiêu chuẩn cảnh báo. Chi cục Thủy văn Phật Sơn nhắc nhở rằng do ảnh hưởng của nước từ thượng nguồn sông Tây và Bắc Giang, tiềm năng nước của các con sông chính ở thành phố Phật Sơn đã tăng lên và các cơ quan liên quan cần chú ý đến sự an toàn của các bờ bao trong phần Bắc Giang của thành phố Phật Sơn. Chi nhánh Thủy văn Phật Sơn đã đưa ra cảnh báo lũ lụt màu xanh lam. Tiềm năng của trung và thượng lưu sông Tây và sông Bắc Giang tăng lên, các vị trí kiểm soát sông chính của sông Tây Giang đều nằm dưới mực nước cảnh báo và mực nước của trạm Bắc Giang cao hơn mức cảnh báo 0,91m. Từ 8 giờ ngày hôm qua đến 8 giờ ngày hôm nay do ảnh hưởng của bão Siêm Ba đã có mưa to với lượng mưa 60mm ở các tiểu lưu vực Quý Giang, Hắc Giang và Bắc Giang của lưu vực sông Châu Giang. Theo báo cáo, trong 3 ngày tới do ảnh hưởng của tổng hợp của hệ thống mây tồn lưu của cơn bão số 3 năm nay và không khí lạnh từ phía Bắc sẽ xuất hiện một đợt mưa lớn di động từ phía Nam sang phía Đông Bắc và các sông và hồ như lưu vực sông Châu Giang sẽ có quá trình lũ lụt. Trong 2 ngày tới, do ảnh hưởng tổng hợp của hoàn lưu bão số 3 và hệ thống vành đai phía Tây sẽ có mưa lớn ở Quảng Đông và các nơi khác. Chi nhánh Thủy văn Phật Sơn nhắc nhở rằng do ảnh hưởng của nước từ thượng nguồn sông Tây và Bắc Giang, mực nước của các con sông chính ở thành phố Phật Sơn tăng lên. Mực nước vượt báo động tại nhiều trạm ở trung và thượng lưu sông Bắc Giang, tất cả các ban ngành liên quan ở tất cả các cấp cần chú ý theo dõi thông tin mới nhất về điều kiện nước và mưa do Bộ phận Thủy văn công bố và chú ý đến sự an toàn của các bờ kè khu vực Bắc Giang của thành phố Phật Sơn. Quảng Đông nâng cấp ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lụt lên cấp 3. Bộ Chỉ huy Phòng vệ 3 thành phố Quảng Đông đưa ra tin tức rằng sau khi nghiên cứu và phán đoán, mực nước của dòng chính sông Bắc Giang tiếp tục dâng cao và sẽ có một trận lũ kéo dài cả thập kỷ. Theo kế hoạch khẩn cấp về kiểm soát lũ lụt, hạn hán, gió giật và đóng băng thành phố Thanh Viên, Bộ Chỉ huy Phòng thủ 3 thành phố Thanh Nguyên quyết định nâng cấp ứng phó khẩn cấp phòng chống lũ lụt cấp 4 lên cấp độ ứng phó khẩn cấp thứ 3 vào lúc 18 giờ 30 phút ngày hôm nay. Bão Siêm Ba đến Phật Sơn, lượng mưa lớn nhất đạt 393,9mm. Theo Đài quan sát khí tượng Phật Sơn, bão Siêm Ba đã mang lại những hình ảnh mưa và gió rõ ràng cho thành phố của chúng ta. Lượng mưa lớn, phạm vi rộng, gió mạnh kèm theo lốc xoáy và tác động hiện đã kết thúc. Trong 4 ngày qua, lượng mưa bề mặt trung bình ở thành phố Phật Sơn là 230mm và lượng mưa tích lũy tối đa ở Thuận Đức là 393,9mm. Thành phố đã trải qua những cơn gió giật mạnh cấp 7-8 và gió giật cục bộ cấp 9-10 và cực đại với sức gió 26,7m/giây đạt cấp 10. Trong thời gian này xuất hiện 3 cơn lốc xoáy. Trong 2 ngày tới tại thành phố Phật Sơn vẫn sẽ có mưa to đến rất to kèm theo dông và gió giật mạnh khoảng cấp 7. Cần chú ý đề phòng các trường hợp thời tiết đối lưu mạnh và khả năng xảy ra mưa to, dông và gió giật mạnh cục bộ, lốc xoáy và các thảm họa thứ cấp của chúng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy nhấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của ban biên tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của Tin Mới.